Buôn Tu Suria, xã Nam Cam, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, rộn ràng hơn hẳn khi có sự ghé thăm của Chư Tôn Đức. Hòa chung không khí đón mừng Phật Đản khắp cả nước, ở nơi vùng sâu vùng xa này, bà con cũng trang trí vườn lâm tế ni tại gia, tắm Phật dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Nhuận Độ, Phó trưởng phân ban Phật tử dân tộc Trung ương, trụ trì chùa Quảng Trạch, huyện Lắc. Bên cạnh đó, hình tượng Đức Phật Đản Sinh còn được Chư Tôn Đức tặng đến 12 điểm sinh hoạt Phật giáo tập trung, nhằm lan tỏa ánh sáng Phật Pháp đến với bà con đồng bào dân tộc Mơ Nông trong buôn làng. Hơn 10 năm nay thì tới mùa Phật Đản, thì Thầy đến hướng dẫn bà con ở các buôn làng để thiết lập vườn lâm tế ni để chuẩn bị cái lễ mà Phật Đản cũng như lễ tắm Phật cũng như thiết đãi có tiệc chay cho bà con buôn làng. Còn ở miền Nam của Tổ quốc, nhiều gia đình Phật tử tỉnh Bình Dương thiết trí vườn lâm tế ni tại gia với cờ, đèn, hoa, tượng Đức Phật Đản Sinh một cách trang nghiêm đẹp mắt. Đây cũng là cách họ giáo dục con cái trong gia đình luôn hướng về Đức Phật và sống từ bi dưới ánh hào quang của Ngài. Là người con Phật, dù ở đâu thì trong những ngày tháng tư này, đều mong muốn làm những điều ý nghĩa, dâng lên cúng dường, tri ân Đức Thế Tôn. Niềm vui lấp lánh trong từng ánh mắt, nụ cười khi các gia đình được đoàn tụ, vang khúc ca mừng ngày Đức Phật Đản Sinh và thực hiện nghi thức tắm Phật, nguyện cầu những điều an lành.